Phát biểu tại hội nghị Ngân hàng Trung ương tại Bồ Đào Nha ngày 28 tháng 6, chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell đã để ngỏ khả năng tăng lãi suất liên tiếp tại các cuộc họp sắp tới để hạ nhiệt nền kinh tế. Fed đã dừng tăng lãi suất tại cuộc họp trong tháng này sau 10 lần tăng liên tiếp để có thời gian xem xét đầy đủ các tác động của việc tăng lãi suất trong việc giảm lạm phát và làm chậm lại các hoạt động của nền kinh tế. Cũng tại cuộc họp vừa qua, đa số các quan chức Fed nhận định về khả năng tăng lãi suất thêm hai lần từ nay đến cuối năm. Các quan chức Fed đã nhận thấy việc tăng lãi suất vừa qua cùng với những căng thẳng gần đây trong lĩnh vực ngân hàng có thể sẽ gây ra một đợt suy thoái nghiêm trọng hơn dự kiến và để cân bằng, đảm bảo rằng nền kinh tế phục hồi tốt hơn và nếu lạm phát vẫn vẫn ở mức quá cao, Fed buộc phải nâng lãi suất lên cao hơn. Ông Powell nhấn mạnh, Fed có thể sẽ tăng lãi suất một lần nữa ngay trong tháng tới do thị trường lao động mạnh mẽ duy trì khả năng chi tiêu cao, có thể dẫn đến nhu cầu cao. Tuy nhiên, ông nói thêm, Fed chưa quyết định liệu có tăng lãi suất liên tiếp tại các cuộc họp hay không. Theo ông, chính sách tiền tệ có thể cần thêm thời gian để có tác động đến lạm phát và giảm về mức mục tiêu dài hạn 2% mà Fed đặt ra. Fed đã tăng lãi suất 5 điểm phần trăm trong hơn một năm. Lạm phát đã giảm kể từ khi Fed bắt đầu chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ, nhưng vẫn vượt xa mức mục tiêu. Fed dự kiến lạm phát lõi không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng biến động sẽ không quay về mức mục tiêu trước năm 2025.